Xin chào các bạn! Trong bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu móc khóa dáng xinh xinh xắn như thế này ha Phong móc khóa của mình sẽ làm dạng như vòng nguyệt quế nè Mẫu này thì mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích ha Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Khi có được một nút rồi mình sẽ móc lên tổng cộng là 15 mũi móc xích ha Mũi đầu tiên mũi thứ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15. Khi có được 15 mũi rồi nè, các bạn di chuyển kim đến chân của mũi móc xích đầu tiên mà ta tạo á, tức là cái nút á. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đó, móc vào một mũi dời. Lưu ý khi móc mũi dời kết thúc các bạn sẽ kéo dài cái sợi len mình đang móc lên một tí, nghiêng sợi len về hướng tay cầm kim móc và guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại. Sau đó kéo đầu kim sát với sợi len và móc lên hai mũi móc xích. Ta sẽ có được một cái vòng tròn với cái độ rộng như thế này ha. Khi có được cái vòng tròn này rồi, bây giờ mình sẽ móc luôn vào cái vòng tròn mà mình vừa tạo này ha. Các bạn sẽ móc cho mình 32 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên ha, đâm kim luôn vào vòng tròn nè. Khi móc thì nhớ canh chỉnh cho cái mũi móc của mình nó đều với nhau nhé. Kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Khi móc nhớ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ta có 32 mũi kép đơn vào cái vòng tròn này ha. Kép đơn thứ 32. Sau khi hoàn tất được 32 mũi kép đơn vào cái vòng tròn này rồi, mình đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Khi móc cái mũi dời kết thúc thì nhớ kéo dài sợi len lên và guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha. Sau đó kéo cho cái đầu kim sát với sợi len và móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được cái form của vòng nguyệt quế nè. Siết chặt cái nút lại sau đó mình sẽ cắt len ha. Đây mình sẽ có được một cái form như thế này canh chỉnh cho mũi móc nó đều lại nè bây giờ mình sẽ móc cái phần viền ngoài ha các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau mình đâm kim vào một chân móc bất kỳ của 32 cái chân này ha ở đây mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên sau đó các bạn sẽ kéo sợi len qua chân móc và móc lên một mũi móc xích được mũi móc xích rồi tiếp tục đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi dời đó móc tiếp một mũi móc đơn khi có được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, ta sẽ bỏ qua chân móc kế bên và các bạn sẽ móc cho mình vào chân kế tiếp. Đây, bỏ qua một chân móc sát cái mũi mà mình vừa móc và đâm kim vào chân kế tiếp ha. Móc vào đó cho mình 5 mũi kép đơn cùng chân móc. Khi móc nhớ dấu len thừa nha. Kép đơn đầu tiên nè. Mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Tiếp tục mũi kép đơn thứ tư. Và mũi kép đơn thứ năm. Khi có được 5 mũi kép đơn vào cùng một chân móc rồi thì tiếp tục bỏ qua một chân móc và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn để ta kết thúc cái họa tiết ha. Như vậy là mình sẽ có được một cái họa tiết đầu tiên nè. Từ họa tiết này đến họa tiết kế tiếp thì cũng tương tự, bỏ qua cho mình một chân, móc vào chân kế tiếp 5 mũi kép đơn tương tự ha. Mũi kép đơn đầu tiên nè. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư, và mũi kép đơn thứ năm khi có được năm mũi kép đơn tạo một cái họa tiết như vậy rồi thì tiếp tục bỏ qua một chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp cho mình một mũi móc đơn ta sẽ có được họa tiết thứ hai ha sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng nè cứ bỏ qua một chân chân kế tiếp thì mình sẽ móc họa tiết sau đó bỏ qua một chân và chân kế tiếp sẽ kết thúc họa tiết ha mỗi họa tiết sẽ là năm mũi kép đơn vào cùng chân móc nè kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba tiếp tục mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm có được 5 mũi vào chân móc đó rồi tiếp tục bỏ qua một chân móc và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn sau đó móc tương tự cho đến hết vòng sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng thì để kết thúc cái vòng này ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà mình móc đầu tiên á móc vào đó cho mình một mũi dời ha nhớ mỗi lần kết thúc mũi dời thì rút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại nè sau đó móc lên một mũi móc xích. Lúc này ở cái sợi len màu trắng các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha. Kéo cái sợi len qua nè. Mình sẽ khóa cái nút mũi móc xích mà mình móc kết thúc vòng ra. Ta sẽ hoàn tất được cái form như thế này. Các bạn sử dụng kim khâu, mình sẽ xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Đây là cái phần khoen khóa mà mình sử dụng ha. Nó sẽ có một cái vòng tròn, một cái càng cua và một cái khoen nhỏ phía dưới này. Thì các bạn sẽ đưa cho mình cái đầu của cái khoen nhỏ phía dưới nè. Mình sẽ áp sát vào cái chân móc mà mình vừa kết thúc của cái phần màu trắng. Sau đó các bạn dùng kim và mình khâu cái họa tiết này với cái chân móc mà mình vừa kết thúc ha. Khi khâu thì các bạn khâu cho mình nhiều vòng để mình cố định lại được cái họa tiết của mình ở bên trong của vòng nguyệt quế nha. Sau khi đã khâu hoàn tất được họa tiết của mình vào trong cái phần khoen rồi nè, thì bây giờ các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha. Để giấu lại thì mình sẽ giấu ở mặt sau và các bạn sẽ giấu vào những cái đường móc của phần màu trắng. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái form móc khóa như thế này ha. Bây giờ mình sẽ trang trí cho họa tiết của mình nè. Mình sẽ sử dụng một sợi len màu đồng nè. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài tính chất của sợi len mình nó sẽ có năm sợi nhỏ chập lại thì lúc này các bạn sẽ tách sợi ha mình sẽ tách ra hai sợi sau đó sử dụng hai sợi này và mình sẽ móc vào trong họa tiết ha để móc vào trong họa tiết thì các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau mình sử dụng kim đầu nhỏ hoặc là kim mà mình đang chuẩn bị cũng được ha các bạn sẽ đâm kim cho mình vào những cái kẽ giữa các cái mũi kép đơn ở cái phần màu xanh này nè thì mình không đâm kim vào chân móc nha cứ đâm vào những cái kẻ chính giữa của hai cái mũi kép đơn là được ở đây mình sẽ chọn cái kẻ chính giữa ha là cái kẻ phía dưới của cái phần móc khóa nè để khi mà mình móc cái phần nơ nó sẽ giấu được những cái mũi khâu ở phía này ta đâm kim vào một kẻ ở chính giữa ha đưa cái sợi len ra phía sau các bạn sẽ đâm kim cho mình vào kẻ giữa hai mũi xích mà mình gây nên với cái mũi kép đơn kế bên nè sau đó kéo sợi len qua chân móc từ đây mình lần lượt móc các cái mũi dời vào những cái kẻ liên tiếp với nhau nè. Cứ mỗi kẻ như vậy mình sẽ đâm kim và móc mũi dời ha. Các bạn có thể dùng cho mình đầu kim mình vừa móc cũng được, chứ không cần phải thay đổi sai kim ha. Khi móc thì nhớ móc chặt tay lại một xíu là được. Như vậy là ta sẽ có được cái phần viền cho cái khoen của mình nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì kẻ cuối cùng cũng là kẻ đầu tiên mà ta bắt đầu đâm kim ha, ta sẽ tạo ra được một cái vòng viền như thế này. Kết thúc thì mình sẽ kéo dài sợi len và cắt một đoạn len vừa đủ. Sợi len thừa này ta đâm kim từ dưới lên trên vào cái kẻ mà mình đâm kim đầu tiên. Kéo cái sợi len thừa này ra phía sau. Sau đó giấu hai cái sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha. Hoặc là các bạn cũng có thể lô cho mình hai cái đầu len thừa này ra phía trước. Ta sẽ có được một cái form như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần nơ trang trí ha. Phần nơ thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ móc lên một dây móc xích là 20 mũi móc xích ha. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, tám 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20. Khi có được 20 mũi rồi, đâm kim vào chân của cái mũi đầu tiên. Móc vào đó một mũi dời. Khi kết thúc ha, nhớ kéo dài sợi len và rút lại cho mũi dời nhỏ lại. Sau đó kéo sát cái đầu kim lại. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Thì 20 mũi đó nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng khi mình gặp lại nè Nó sẽ tạo ra được một cái bề ngang cho phần nơ ha Thì các bạn sẽ móc cho mình cái cánh đầu tiên nè Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn Chân thứ hai móc cho mình một mũi nửa kép để mình nâng cao cái chiều cao của mũi móc Khi móc thì nhớ dấu len thừa để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha Chân thứ ba cũng móc một mũi nửa kép khi có được hai mũi nửa kép liên tiếp vào hai chân thì hai chân kế tiếp móc cho mình mũi kép đơn nhé. Kép đơn thứ nhất nè và kép đơn thứ hai vào chân thứ tư và thứ năm. Thì như vậy là năm cái chân móc đầu tiên mình sẽ tạo ra được một nửa của cái phần cánh. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi móc ngược lại với năm mũi này vào năm chân kế tiếp. Thì ngược lại tức là mình sẽ móc mũi kép đơn trước ha. Móc cho mình hai mũi kép đơn liên tiếp vào hai chân. Là chân thứ sáu móc mũi kép đơn nè, và chân thứ bảy móc mũi kép đơn khi có được hai mũi rồi hai chân kế tiếp móc cho mình mỗi chân là mũi nửa kép nửa kép đầu tiên nè và nửa kép thứ hai sau đó chân kế bên mình sẽ móc mũi móc đơn ha là chân thứ 10 á thì như vậy là 10 chân móc của mình hoàn tất nó sẽ tạo ra được một cái họa tiết như thế này 10 chân còn lại các bạn sẽ móc tương tự cho mình giống như 10 chân đầu tiên luôn ha Tức là chân kế bên nè, chân thứ 11 móc một mũi móc đơn. Chân 12 móc mũi nửa kép. Chân 13 móc mũi nửa kép, tức là hai mũi nửa kép liên tiếp. Sau đó sẽ là hai mũi kép đơn liên tiếp ha, vào chân 14 và chân 15. Được một nửa rồi nè thì tiếp tục năm chân còn lại móc ngược lại cho mình. Chân 16 móc mũi kép đơn nè và chân 17 móc mũi kép đơn ha. Chân móc thứ 18 móc mũi nửa kép. Chân 19 móc mũi nửa kép và chân thứ 20 là chân cuối cùng móc cho mình mũi móc đơn. Sau khi hoàn tất được vào 20 chân móc của 20 mũi móc xích rồi kết thúc, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ rút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại. Lúc này các bạn sẽ luồn cái ngón tay vào chính giữa Mình sẽ đẩy cái sợi len dài qua bên đầu còn lại nè vào cái vòng tròn mà mình tạo ha kéo một đoạn vừa đủ dài để mình tiếp tục móc ở cái mũi mà mình kết thúc này nè các bạn di chuyển kim đến chân của mũi móc xích đầu tiên ở phía dưới móc vào đó một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích lúc này mình đã quay ngược đầu móc lại để mình móc vào 20 chân của 20 mũi móc xích mà mình tạo đầu tiên thì đối diện mình móc mũi gì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mũi tương đương ở phía bên cạnh này ha lúc này mình có là mũi móc đơn vào chân đầu tiên nè thì do cái mũi đầu tiên nó móc mũi móc đơn nên lúc này mình móc mũi móc đơn kế tiếp sẽ là hai mũi nửa kép vào hai chân nè nửa kép đầu tiên nửa kép thứ hai sau đó là hai mũi kép đơn vào hai chân ha kép đơn đầu tiên nè và kép đơn thứ hai mình sẽ tạo ra được cái độ cao cho cái phần cánh nè ta được nửa cánh rồi nè Ha, từ cái chân móc mũi đơn đi ra nè sẽ là nửa cánh nửa cánh còn lại là ở mặt sau các bạn sẽ móc tương tự cho mình sau đó mình sẽ móc đến cuối hàng cứ chân bên này móc mũi gì thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mũi ngược lại như vậy nhé mình có hai mũi kép đơn vào hai chân nè sau đó sẽ là hai mũi nửa kép vào hai chân kế bên tiếp tục sẽ là một mũi móc đơn vào chân móc kế tiếp ha đây thì như vậy là khi mà mình gặp cái phần thân lại nè hai cái mũi đơn gặp lại với nhau ha thì ta sẽ hoàn tất được một cánh như thế này các cánh còn lại thì các bạn sẽ móc cho mình tương đương giống như cánh đầu tiên ở đây mình cũng móc ngược lại ha đối xứng với cái mũi bên đối diện Sau khi móc hoàn tất cho mình được đến cuối rồi thì cuối cùng mình cũng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng này, móc một mũi dời. Mình sẽ kéo dài sợi len và cắt một đoạn len vừa đủ dài. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được form nơ như thế này ha. Trước khi gắn cái phần nơ này vào họa tiết của mình thì các bạn sẽ viền cho mình một hàng viền chính giữa của phần nơ. Thì mình tiếp tục sử dụng hai sợi len màu đồng á, Đâm kim vào một chân móc bất kỳ và kéo sợi len qua ha Sau đó mình lần lượt móc các cái mũi dời vào cái mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên của cái phần nơ này Mình có 20 mũi dời vào 20 chân móc xích đó ha Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng Ta sẽ tạo được một cái đường viền chính giữa cho họa tiết của mình Móc đến cuối cùng thì chân đầu tiên cũng là chân cuối cùng mà mình đâm kim luôn ha Móc vào một mũi dời, sau đó kéo dài sợi len và cắt một đoạn len vừa đủ dài khi có được cái phần viền cho nơ của mình rồi cái sợi len mà mình vừa cắt đây nè các bạn sẽ dùng cái sợi len đó mình quấn một vòng hoặc là quấn nhiều vòng tạo một cái điểm nhấn ở chính giữa của họa tiết nha các bạn sẽ quấn nhiều vòng để họa tiết của mình nó được chắc chắn hơn ta sẽ có được một phần nơ như thế này Sợi len ở phía sau thì mình có thể tạo một nút vào những cái đường mà mình khâu ha để mình cố định lại được cái đường móc của mình nè. Ở sợi len màu đỏ ban đầu mình có chừa ra nè, thì mình sẽ xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu. Sau đó các bạn sẽ đưa cái phần nơ này, mình sẽ khâu vào trong họa tiết nè. Mình sẽ khâu ở cái vị trí chính giữa, sát với lại cái mũi mà mình khâu cái phần khoen ha cố định cho mình cái họa tiết vào trong cái phần khoen này trước sau đó mình sẽ sử dụng cái sợi len này các bạn tiếp tục tạo cho mình một cái hàng viền ở chính giữa để tạo cái hàng viền này mình sẽ đâm kim vào bên trong của các cái mũi kép đơn ha mình sẽ đâm kim vào hai chân luồn kim lên sau đó hai chân luồn xuống dưới nè nhớ là không có đâm kim ra phía sau ha chỉ đâm vào trong cái thân của mũi kép đơn thôi sau đó tiếp tục làm tương tự nè hai chân móc sau đó mình đâm kim xuống và hai chân móc đâm kim lên ha cứ chọn cho mình những cái vị trí tương đương như thế này sau đó các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết ha sau khi đã móc hoàn tất đến cuối rồi thì các bạn sẽ khâu cho mình cố định cái họa tiết nơ vào bên trong ta sẽ có được một cái mẫu móc khóa xinh xắn như thế này khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha chúc các bạn móc thành công